Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Thiên Võ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của mọi người đối với những ai đã từng xài những cái dòng loa như là Electrovoice EVA 8 hoặc là EVA 12 hoặc là những cái dòng BOX 1 RO hoặc là BOX 1 RO LED. Đây sẽ là một chiếc sub khá là phù hợp cho Electrovoice EVA 12. Sub này thì 12 inch nha mọi người. Chiếc sub này 12 inch và đây là dòng sub điện. Và mọi người sẽ rất là bất ngờ với cái dòng sub này là cái con này nó giá chỉ khoảng 6 triệu thôi. Kể từ khi mà Sang trước đó có review cái dòng sub FE mà 88AB á, mọi người nâng cấp cho 41 RO thì thật sự con nó cũng khá là ngon rồi. Tuy nhiên cái con này trong tầm giá nó lại còn ngon hơn nữa mọi người. Giá khoảng tầm 6 triệu thôi nhưng mà nó đáp ứng cái dải tần số đến 300Hz. Đáp ứng tần số đến 300Hz, nó giúp cho cái dãy micro, bù micro khá là tốt và hát karaoke cũng như là test về chất lượng nhạc sống động mạnh mẽ. Thật sự thì con sub này mình bất ngờ quá. Và mình đang đem ra ngoài trời nên là mình xài cái cục nguồn Chotec nha mọi người. Mình xài cục nguồn Chotec, mình đang cấp nguồn cho cái con sub này. Thì cái con sub này nó có công suất thì nó sẽ rơi khoảng tầm 200. Nhưng mà nó đánh khá là nét, khá là tốt. Thùng là thùng gỗ nha mọi người. Thùng gỗ nha. Thương hiệu là thương hiệu của Sumiko. Thương hiệu Sumiko nói chung thì nó được phân phối bởi 3 sao nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành, chế độ về chất lượng sản phẩm ha. Sumiko tem 3 sao đàng hoàng. Sau này là mọi người thấy nè, ở đây quay ra mọi người phía sau mọi người coi luôn nha. Đây nè mọi người, nó sẽ cho chúng ta cắt giải tần số EQ luôn nha. Trên cái con này chúng ta sẽ có thể cắt được giải tần số EQ, cắt tới 300Hz nên là mọi người bù mid low khá là tốt nha. Và xài ngõ là cũng là ngõ jack Canon luôn, nó đáp ứng cho chúng ta khá là tốt. Xài với EVA8 thì chỉ cần câu từ EVA8 xuống cái ngõ này thôi. Nhìn cái con này mình tưởng tượng như là nó làm giống với cái con LS200X12SB đó mọi người. Cái con mà mình hay đợt trước mình có đem ra ngoài trại test á, thì nó làm giống vậy đó. Nhìn cái thiết kế nè, cũng rất là cứng cáp ha. Thương hiệu phân phối là 3 sao nha mọi người. Anh Duy 3 sao nha. Đây mọi người thấy nè. Cho chúng ta có rất là nhiều ngõ, ngõ in bông sen cũng có luôn, rồi ngõ Canon cũng có luôn. Rồi mọi người có thể link thêm được một chiếc sub nữa qua cái ngõ Lightlink này luôn. Nó rất là đa dạng nha. Sản phẩm là Sumiko X500 nha mọi người. Và giá hiện tại thực tế của nó chỉ còn tầm 6 triệu thôi, bất ngờ luôn á. Và cái con này mình đang cắt EQ của nó rồi, đang kết hợp với EVA8. Thì đối với những cái con sub này á, thì nó bù mid low khá tốt nên là mọi người không nên cắt ở những dãy tần số khá là cao như là 150 nha. Mình có thể mình cắt khoảng tầm 120 là được rồi. Mình cắt 120 mình đánh khá là hợp với con này rồi. Ở phía sau này EVA8 mình cũng đã cắt rồi nha mọi người. Đây cho mọi người coi luôn. Mình cắt 120 ha. Mình cắt 120 là được rồi. Rồi mình hát thôi. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ test thử một bài hát trên cái con này, test ở độ lực ngoài trời như thế nào nha. Rồi hồi mình sẽ test một cái đoạn nhạc để cho mọi người có thể trải nghiệm được cái sản phẩm của chất lượng con sub này. Một mùa hè để ai ăn với cơn gió lùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm cơn mưa nào trên bao lối về, trời mưa rơi trên tóc mây, kinh hoa em vừa trang nhật ký nhớ bóng anh từ phương trời xa xăm. Trong bồn khúc ca thương phùng hà buồn nhiên những ngát mây thiết tha nồng cháy dù muốn tìm vẫn miên man trên môi người xa vắng đâu mà hoa thương nhớ với đôi tình ta trên phố xưa áo em còn chín trắng ôm mắt bao niềm đau thật cay đắng đâu mà hoa thương nhớ đâu người yêu lắm cũ tình ai hỡi xóa đi vết chân thờ dơ. Ok, test cho mọi người một đoạn thôi. Thật sự thì ở ngoài trời hiện tại bây giờ nó khá là nóng nha mọi người. Thời tiết bây giờ nó khá là hầm, mình hát mà mình đổ mồ hôi hết trơn, kinh thiệt. Và bây giờ thì mình sẽ test thử một đoạn nhạc trên cái con này, test thử độ lực của con sub này khi mà đánh ngoài trời nha. Hãy
không thể đòi hỏi hơn mọi người. Cái con này là quá tốt rồi, trong tầm giá đầu tư cho cái con này là hợp lý cho cái iPad 12 hoặc là iPad 8 của nhà mình nha. À, và thậm chí là 4S1 Pro, 4S1 Pro Plus đều được sử dụng được, rất là ngon nha. Rồi ok mọi người, thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Mọi người cảm thấy, nếu mà cảm thấy cái sách này hay thì hãy đến Thiên Vũ trực tiếp trải nghiệm luôn nha. Hiện tại thì anh em Thiên Vũ đang stock sẵn rất là nhiều cho mọi người để trải nghiệm. Ok mọi người, thì video clip của mình đến đây là hết rồi, bye bye mọi người nha.